chào các bạn đang đến với chương trình Chuyện Của Sao. Tôi là MC Minh Tuyền và kế bên tôi là diễn viên điện ảnh Hiếu Nguyễn. Chắc các bạn cũng đã biết đôi chút về anh đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ phần nào qua vài phỏng vấn này chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc sống cũng như về chuyện tình cảm của anh đúng không? Một thử thách nhỏ thôi, đó là hỏi nhanh đáp gọn và anh chỉ được quyền trả lời trong vòng 3 giây hoặc là yes or no. Câu hỏi đầu tiên, anh đã có bạn gái chưa? Anh có rồi. Việc làm ngu ngốc nhất từ trước đến giờ là gì? Anh ít khi ngu ngốc. Ít khi ngu ngốc. Một câu trả lời rất là hay. Câu hỏi thứ ba, nêu ba từ về mẫu người bạn gái lý tưởng của anh là gì? An tâm. Ba từ. Rất an tâm. Cũng rất là thú vị đúng không? Chúng ta có thể thay vào bất cứ từ gì. Anh sợ con gì nhất? Sợ thì không sợ con gì hết. Không sợ con gì luôn. Trên đời này chắc không có ai mà không sợ dù chỉ một con đúng không? Anh có sợ con gái không? Con gái thì anh chưa sợ lắm. Nếu mà anh sợ con gái anh đâu dám ngồi gần em như này đâu. Em đâu có ngồi gần anh đâu, từ nãy giờ em rất là khoảng cách rất là xa anh luôn á. Đối với anh như này là gần rồi nhưng mà anh không sợ. Vậy là anh không sợ bất cứ cái thứ gì trên đời này luôn? Anh có sợ một thứ, anh chỉ sợ ớt thôi, anh rất sợ cay. Anh không ăn cay được à? Anh không ăn được cay. Lý do gì mà anh không ăn cay được? Bởi vì khi anh ăn cay ấy, thì đầu của anh ấy nó sẽ pưng 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 và anh cảm giác tất cả mọi thứ bên cạnh ấy nó sẽ chóng mặt. Wow. Xoay chuyển. Rồi, ok, đây là một điểm đặc biệt các bạn fan lưu ý nha. Anh Hiếu Nguyễn của chúng ta không hề biết ăn cay là gì. Và câu hỏi cuối cùng, anh thích con gái sexy hay là bánh bèo? Nếu mà thích hiện tại thì anh thích con gái sexy. Còn nếu mà đúng là cái người phụ nữ anh lựa chọn thì anh nghĩ là một người bánh bèo phù hợp với anh hơn. Tại sao vậy? Với anh ấy, cái người phụ nữ ấy, nhỏ nhẹ, mềm mại, có thể thay đổi được con người anh ngay lập tức. Bởi vì đôi khi anh có những lúc anh sai sót bằng nóng giận. Chúng ta có thể thấy là qua một vài câu hỏi thôi mà chúng ta có thể hiểu hơn về anh diễn viên điện ảnh Hiếu Nguyễn rồi. Em mong rằng sẽ gặp lại anh trong nhiều lần sau nữa trong chương trình này. Rất cảm ơn anh đã đến với chương trình ạ. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi vai trò của Huỳnh Thi trong việc trở thành một MC truyền hình. Xin mời Huỳnh Thi. Huỳnh Thi, Minh Đức và anh diễn viên điện ảnh Điện trai Hiếu Nguyễn xin chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay là chuyên đề của Sao, nhưng đây là bí mật, chuyện bí mật. Dạ, em xin phép hỏi anh Hiếu Nguyễn, với vai trò là một người diễn viên và có tiếng, lại còn có một body đẹp như vậy, và em cũng đã được biết anh đã có gia đình và một đứa con. Nhưng với cái sự hấp dẫn của anh như vậy, khi mà tham gia cùng bạn diễn với mình, và khi bạn diễn đó có nói chung là có thiện cảm với anh và có những cái nụ hôn thật là ngọt ngào, và cái lúc đó thì anh làm như thế nào để tránh cho bạn diễn kia không bị mất tập trung, vợ của anh cũng sẽ không ghen và giữ được một cái hạnh phúc của gia đình? Bởi vì anh nghĩ như này, khi đã là vợ của anh thì họ đã hiểu và thông cảm cho anh. Em biết rằng một người đàn ông tốt đó là họ đã thông tư tưởng của người phụ nữ của mình rồi. Người phụ nữ quay ở nhà vẫn an tâm về anh. Ví dụ như trong một cái bộ phim anh đang tham gia với một cô diễn viên đó, anh và cô ta đang có tình cảm với nhau, nhưng anh biết là anh đang có một cái sự rào cản đó, nhưng không biết làm sao để mà ngăn cản cái tình cảm ở trong anh bộc phát lên á. Điều gì để mà cho anh tiếp tục được ạ? Câu hỏi này nó đang hơi bị rối rối tí chỗ cuối. Xíu quý vị, em cái chuyện bí mật á, nên em muốn anh bật mí với khán giả. Anh nghĩ như này, đó là cái người phụ nữ của anh là một người phụ nữ quá tốt đấy. Bản thân của anh có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng phải ăn bụng thì cũng phải biết chùi mép. Anh nói rất là thật, bởi vì đàn ông anh không dám nói hay, anh không dám nói trước điều gì cả, nhưng quan trọng ai là cái người mà để cho anh hạn chế làm cho người ta đau đớn nhất. Rồi, xin cảm ơn Huỳnh Thi. Xin mời quý vị hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh Thiếu Lan. Xin chào tất cả mọi người đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Sao. Thì hôm nay mình là Thiếu Lan. Thiếu Lan sẽ đưa đến cho các bạn một anh nam thần diễn viên mới toanh hiện nay ở Việt Nam. Xin mời anh tự giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hiếu Nguyễn. Rất là vui được gặp em. Rất là vui được gặp anh. Thì em sẽ hỏi những cái thắc mắc mà của các bạn fan hay thắc mắc về anh là như thế nào để có thể các bạn trẻ có thể cảm nhận được con đường anh đi. Thứ nhất, tìm cho mình một cái lý do để mình không bỏ cuộc. Cái thứ hai, gặp khó khăn ấy, đấy là cái tiền đề của cái sự thành công. Với anh, khi mà mình gặp khó khăn, đấy là chuẩn bị một cái bước nhảy vọt của em sắp tới. Khó khăn càng lớn ấy, thì sự thành công của em càng lớn. Ai sẽ là người tư duy và vượt được con này? Tại sao anh dám theo đuổi đam mê của nó? Mặc dù giống như mình không có điều kiện không? Hay là như thế nào, anh không bị tự ti hả?
Nếu mà làm anh tự ti thì hơi khó, bởi vì đam mê của anh nó nằm ở đây. Và nó nằm ở đây. Và anh có thể chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm tập gym cũng như là giữ một cái body rất là đẹp như vậy không? Để có một cái body tốt thì bản thân của mình ấy không được lười biếng. Mọi người từng biết anh qua rất là nhiều tác phẩm phim điện ảnh nổi tiếng như là Thạch Sanh hay là Hương Ga, thì anh rất là xuất sắc trong những cái tác phẩm đó. Tiếp theo cuối năm, từ đây đến cuối năm, anh có một cái tác phẩm xuất sắc nào nữa không để mọi người có thể đón xem và ủng hộ cho anh? Từ giờ đến cuối năm thì anh chưa có gì xuất sắc cả. Anh chỉ có chương trình này mời anh tham gia thôi. Hay là anh bí mật, anh không muốn cho cả nhà biết. Anh chỉ có chương trình này thôi, mọi người hãy theo dõi chương trình này nhá. Cảm ơn anh về đã dành thời gian cho trò chuyện cùng Sao. Và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình tuần tới. Tạm biệt. Xin kính chào quý khán giả có mặt tại chương trình Chuyện của Sao. Và ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta có một khách mời đặc biệt, chính là anh Hiếu Nguyễn, diễn viên điện ảnh. Xin mời anh có điều gì muốn nói với khán giả? Chúc quý vị khán giả có một chương trình thật là thú vị. Có rất nhiều người có những ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Vậy thì anh có thể tóm tắt hành trình mà anh được trở thành như bây giờ? Nó là một quá trình rất là dài. Nếu mà Hiếu chia sẻ hết chương trình này thì nó cũng sẽ không có đủ thời lượng. Nhưng mà tóm tắt lại một cái đó là gì? Cái tình yêu, cái sự đam mê của mình ấy, dù nó có gặp bất cứ vấn đề gì cũng đừng có bỏ cuộc. Đấy là dành cho những người trẻ giống như Hiếu. Và đấy cũng là một cái tố chất để cho một con người có thể thành công được, đúng không ạ? Chắc chắn rồi em. Dạ vâng. Vậy thì anh có bao giờ nghĩ rằng là công việc của anh, những cái đam mê của anh nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh không? Nó có thể làm ảnh hưởng tới tình cảm của anh. Đến bây giờ thì bao giờ anh nghĩ là anh sẽ có vợ? Cái đấy anh không trả lời được, bởi vì nếu anh gặp đúng một người phụ nữ hiện tại bây giờ như này, anh sẵn sàng cưới. Sẵn sàng. Nhớ mà người phụ nữ đấy mà làm cho cái công việc của anh bị trì trệ thì sao ạ? Anh nghĩ là như này, cái gì cũng có giá của nó. Anh được một người phụ nữ tốt thì công việc của anh trì trệ một chút cũng không sao. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Qua phần ứng xử vừa rồi, cả bốn bạn đều rất là tự tin. Duyên khá khen cho bạn Minh Tuyền. Bạn Minh Tuyền biết được cái ưu điểm của mình và biết cách bày tỏ, thể hiện để làm cho cái không khí trở nên sôi nổi. Huỳnh Thi tiếc rằng là bạn thể hiện chưa có rõ cái ý muốn, cái mục đích của mình. Bạn Mỹ Linh thì bạn bị trì tiết tấu. Mình là host, mình là cái người mà để mà làm cho cái chương trình trở nên là được cuốn hút. Em lại không có control được cái chuyện đó. Chúng ta đành phải chia tay hai người. Anh Đức xin chúc mừng đầu tiên đến Hiếu Lan. Và giờ chỉ còn một người nữa thôi. Trong ba khuôn mặt rất là xinh đẹp này chính là Minh Tuyền. Và như vậy thì chúng ta sẽ nói lời chia tay với Mỹ Linh và Huỳnh Thi. Như vậy là Mỹ Linh và Huỳnh Thi là hai thí sinh phải dừng lại cuộc thi. Hình tượng quyến rũ em cũng có đầy đủ. Từ hồi đó tới bây giờ, từ hồi tập 1, từ những cái thử thách đầu tiên tới bây giờ. Và khi loại em thì chỉ nói của ngày hôm nay thôi. Sao không nói là quá trình? Đây là một cuộc thi, quá trình là phải có cái sự cố gắng. Và em đã cố gắng rất nhiều. Em cảm thấy không có sự công bằng đối với em. Và em cũng không có phục, nên em cũng không có khóc khi chia ly các bạn. Cuộc thi này rất là công bằng. Mình đi một ngày đàng, mình học một sàng khôn, mình cảm thấy mình hiểu biết nhiều hơn. Cũng có nghĩa rằng là mình nên trau dồi những kiến thức của mình cũng như là kỹ năng sống nhiều hơn. Và từ nay mình sẽ không sống như là một cô tiểu thư lười biếng, lúc nào cũng chỉ sợ nắng mưa ở trong nhà nữa. Mình sẽ cố gắng ra đường, thoát khỏi Facebook và để trở thành một người có ý nghĩa hơn. Chỉ còn 6 thí sinh bước tiếp hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của cuộc thi Nữ Hoàng Quyến Rũ. Và top 5 thí sinh xuất sắc nhất sắp được hé lộ, họ là ai? Một buổi dạ tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi tìm ra top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Từng thí sinh sẽ thực hiện thử thách hùng biện với 3 giám khảo khó tính và 5 thí sinh còn lại với đề tài Vì sao mình xứng đáng là quán quân của chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ.
Sau đó sẽ phải phản biện lại tất cả những câu hỏi của ba vị giám khảo, thậm chí là các thí sinh đồng hành với mình, sao cho thật thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình. Ai sẽ tự tin thể hiện bản thân mình và lập luận xuất sắc hơn? Một trong số 6 cô gái sẽ bị loại ngay trong đêm nay.